các bạn, trong năm 2020 này, Amigo Guitar Shop xin giới thiệu với các bạn đến những cây đàn guitar đã qua sử dụng, hay còn gọi là đàn guitar second hand, được lấy về từ khá là nhiều nguồn, trong đó chủ yếu là từ Nhật Bản và một số là từ Indonesia. Những cái cây mà second hand này là những cây đàn đã được sử dụng nhưng cái tình trạng nó còn là rất là tốt, thì mình tuyển lựa qua cái cây đó và giới thiệu đến các bạn. Có những cái cây giống như mình đang cầm trên tay đây, cây Yamaha này, cái cây mới của nó là cũng rất là mắc, 8-9 triệu. Những cây này các bạn thấy là nó còn tình trạng nó là 85%, nhưng giá nó hiện tại là khoảng phần nửa mà thôi. Đó, thì các bạn có thể thấy là với cái cấu hình nó khá là ok như thế này sẽ là một lựa chọn cho các bạn nếu các bạn thích những cái kiểu dáng màu sắc đặc trưng của những cái hãng đàn khác trên thế giới. Và mình hy vọng là trong năm 2020 này sẽ có nhiều cái sản phẩm như vậy, ngoài cái cây đàn thì có cái dạng là Amly second hand nữa, fur second hand đã qua sử dụng. Nhưng các bạn hãy yên tâm, Amigo Guitar Shop có chế độ bảo hành tùy cho các sản phẩm, có thể từ 3 tháng đến 6 tháng, thậm chí một số cái tình trạng tốt có thể bảo hành cả một năm cho các bạn luôn. Những cái đàn các bạn nếu có những cái vấn đề thông thường thì có thể mang đến shop và mình hoàn toàn cân chỉnh cho các bạn hết. Trước khi giao cây đàn đến cho các bạn thì đều có được là cân chỉnh, test đầy đủ hết, để tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Dĩ nhiên một cái đàn second hand các bạn sẽ thấy là nó có một vài cái nhỏ lỗi nhỏ nhỏ, ví dụ như sơn bị chóc chỗ này, ốc thì nó hơi bị vàng ố chỗ kia, ví dụ như vậy, nhưng mà cái tính năng của cây đàn hầu như là không bị ảnh hưởng gì cả. Các bạn có thể thấy là cái cây đàn này đó, nó là nhúng hai chiều các bạn, nhưng mà mình rất bất ngờ bởi vì là cây này trong cái tầm giá mới thì giống như mình nói là nó chưa tới 10 triệu nhưng mà nhúng của nó xài cũng rất là tốt. Mình đánh thử cảm giác cũng rất là tốt. Cái cần các bạn xem đây, rất là mượt mà. Đó, khóa rồi luôn ha. Của hãng đàn Yamaha, cây này thì thị trường mới cũng không có, chủ yếu second hand mà nó rất là quý và họ làm chất lượng cũng rất là tốt ha. Cấu hình là H là humbucker ha. Rồi hai cái single coil. Các bạn gạt có volume. Đó, nhúng cũng rất là đặc biệt, bỏ đi mình cầm rất là vừa tay. Thì không chỉ cái cây này, mình còn có khá là nhiều cái thương hiệu khác, ví dụ Aria Pro thì cũng là một thương hiệu của Nhật Bản. Đó, thì ngoài ra có Ibanez. Thì các bạn thấy là với những cái cây đàn được tuyển lựa như vậy thì các bạn có thể là xách nó về, các bạn đánh nó mà vẫn không có bị ảnh hưởng về âm thanh gì cả. Bởi vì một cây đàn guitar điện, điều quan trọng nhất đó là cái âm thanh nó phát ra. Thì khi một cây đàn mà nó được họ sản xuất với chất lượng cao, nhưng mà bây giờ các bạn mua chỉ bằng giá phân nửa thôi. Đôi lúc một số cây các bạn nếu mua mới nó khoảng 20 triệu, nhưng các bạn mua second hand thì sẽ giá bằng phần nửa mà thôi. Nhưng mà chất lượng thì các bạn thấy là nó còn khoảng 80-85%. Thì chủ yếu là những cái vấn đề về hình thức mà thôi. Đã còn lại nó đều rất là ok ha. Thì bây giờ chúng ta nghe thử thêm một tí để mình test cái cây đàn thêm cho các bạn nghe nhé.
cái cây đàn này cũng là một cái bước khởi đầu cho các bạn có thể là liên hệ đến Amigo Guitar Shop để có sở hữu một cái đàn second hand như ý muốn của các bạn nhé. Hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop. Nếu các bạn có nhu cầu mua đàn, amply, phơ các phụ kiện nhé.